Quý vị và các bạn thân mến, Coleman đang có mặt tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Và ở đây thì đây là một cái địa chỉ mà một trong những cái fan hâm mộ, hoặc là nói có thể nói là một trong những khán giả thân thương của Coleman chỉ điểm, đó là tiệm bún bò rau răm. Mình lần đầu tiên mình nghe ăn bún bò mà với rau răm. Trước cho mình nghe bún bò thì phải ăn với lại rau muống, phải ăn với rau thơm, phải ăn với rau quế vân vân. Mà sao tự nhiên mình nghe cái bún bò rau răm rồi mình thấy hơi lạ rồi. Chính vì vậy cho nên là sáng nay có suất ăn ở khách sạn 5 sao nhưng không, mấy anh em chúng tôi lại lang thang để đi tìm những địa chỉ mới để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và đây bên trước mặt của Coleman đây là cái quán đó, số 469 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Đây mọi người ha, nhìn cái quán cái kiểu vậy là mọi người biết rồi. Cái quán kiểu như vậy là chắc chắn là cái rơ là cái gu của Coleman rồi. Và bây giờ thật sự là đang kiếm cái bàn để ngồi để có thể quay cho, quay để cho quý vị và các bạn xem là nó đẹp như thế nào nha. Để tìm ánh sáng cho nó tốt. Ok. Đây, bún bò rau răm. Đây chúng ta lại xem cái nước khô nóng ẩm ủi thang. Còn nếu như ở trong Sài Gòn hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái thành phố lớn người ta nấu bún bò bằng nồi ga rồi thì ở đây vẫn còn nấu cái nồi than nha. Nước trong chút rồi chú Mập. Nè nước trong à. Đây nước lèo ngon quá, có đủ thứ trong đó luôn, có gân, có huyết, có đồ. Ủa, bỏ vô chung hết luôn ha anh. Năm trong ba ngàn, 56 ngàn. Em muốn cho chị tô bằng không? Đây rau răm mọi người thấy nước rồi. Đây quý vị các bạn thấy không, rau răm. Đây mới là cái đặc biệt đó. Đồng quả, đồng quả cho nên là bán sáu mấy năm mà chị đúng chỗ này luôn hả con? Đúng ở chỗ này luôn hả con? Ai ăn gì gọi đi. Dạ. Vô. Rồi vô. Chín gân đi. Rồi, nửa răng, nửa nạm này được không chú? À, nửa răng, nửa nạm hả? Rồi, ok con. Nửa gân, nửa nạm. À. Gì vậy, một tô không cay như vậy? Rồi, chú này tôi nhìn nữa mẹ. Chú này, rồi, cô phát hiện ra rồi. Ủa, cái tô này của ai đấy? Tô này có phải... Em chuyển qua giùm em, răng nạm. Thôi, cho em đó, cho em tô đó đi. Hai gân gân kìa. Thôi lấy đầy đủ luôn đi, cân mẹ luôn đi. Cái này có vẻ... Này con có chú nào này, chuyển qua. Rồi ngồi lại đi, ngồi luôn đi. Ngồi đi đừng lúc sức. Xin thay qua. Rồi thêm... Chị ơi cho em tô gân với huyết nha. Đây quý vị và các bạn, đây mới là cái đặc biệt. Đây là rau răm bún bò Huế ăn với rau răm lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy. Mà không biết lý do tại sao luôn. Gân huyết nè. Cho một tô gân huyết không á. Vi ơi, một tô đem ra sau. Đi quay một tô đem ra sau. Một tô đem ra sau. Không. Không có bún.
Đây em lấy luôn đi. Mình nấu một tô thịt không gân huyết. Đúng rồi. Cho anh tô cái gân huyết không á. Gân huyết nước á. Đây rồi. Thử cái nước. Ngon quá. Ủa sao quyết không ạ? Không có gân nhỏ. Đây, chúng rồi. Gân quyết. Gân quyết không nhanh. Trời, nước á. Tưởng chưa để từ á. Ấy gì vô chị bưng lại chứ sao đó. Gân huyết thịt. Dạ đúng rồi đó, nó Ủa hỏi tại sao mà lại ăn ủa chị tại sao lại ăn với rau răm? Cái sợi bún này nó giống như cái bún bò này, cái sợi bún nó giống như cái bún thường mình á. Ăn cái sợi nhỏ xíu à. Ủa anh một tô bao nhiêu tiền anh? Anh 8 ngàn anh. Đây một tô đầy đủ, vừa có thịt vừa có gân vừa có huyết một thứ là 28 ngàn nha. Em dư luôn anh. Chị ơi. Chị ơi dư ở đây dư 2 tô. Sao? Dư 2 tô hả? Bưng dư 2 tô bưng lại thấy không? Bưng lại 2 tô kìa. Thế rồi luôn. Bưng lại trong tay là dư 4 mà. Dư 1 tô anh. Thế luôn luôn. Nhưng mà để nó nguội đó con này. Rồi, em miếng chanh đi. Cái nước nó ngọt quá đi thành ra là. Cái nước cái vị nó lạ lắm. Chanh hai cái cà thu này. Này. Thôi giờ phải chém. Xin đem sa tế. Đi chém xin anh. Sa tế nhiều không? Ớt bột mà không có sa tế không? Không có đó chắc là sa tế không? Đây. Cúng bò rau răm, không có ăn rau răm hết chứ. Ăn thử rau răm nó coi nó ra cái vị. Đây. Dạ. Đây à. Bột. Em ấy nước anh thì bỏ nước nè. Một tô bò kho nhỏ, không ớt. Đây, phải ăn với rau răm mới. Rồi. Cái quán như thế này mà nè đã tồn tại 60 mấy năm rồi nha. Cái sợ gì trời. Không hết nha.
răm nó thơm thơm quá. Nước lèo đậm đà nha. Không. Em về đi dịp lễ là em đúng hả? Xe dọc đường. Đây rau răm, cúng bò rau răm. Gân ngon chưa không? Gân này bỏ trong cái nồi nước lèo luôn, cho nên nó sẽ rất là thấm, rất ngắn. Ăn cái rau răm đó là lạ miệng ha. Cái vị nó cho ra cái vị rất là khác ăn cái rau răm á. Đây giới thiệu quý vị các bạn này. Để cái đó lên đây, gái con gái của Nguyên. Nhưng mà mình đi thăm tiếp mà anh. Không, một cái bên anh suối mình ăn ớt sim. Bạn tiếng Vivian. Rồi ngày mai có follow nha, có người theo Vivian nha. Hôm nay thì mình tạo kênh chưa nhảy miếng à. Hôm nay thì ráng kéo anh Điền để ra ăn bún bò đậu răm đây nè. Rất là đặc trưng luôn. Vi với Hoàng Thái là lúc nào xuống đây cũng ăn á. Em với Hoàng Thái lúc nào xuống đây cũng ăn ha. Nhưng mà cái này anh rủ nha. Anh trả tiền. Không, anh rủ là vì anh vì fan của anh sẽ phát hiện. Chứ tụi em đâu rủ anh ra đây đâu đúng không? Rồi cuối cùng mấy này nó biết mà nó không rủ mình đi. Em tin em giấu cho riêng mình. Tại vì hai bạn này là bạn này với một cái bạn Thái nữa là hai bạn là cặp bộ với nhau cho nên nó lén lén nó đi ăn chung. Giấu ha, giấu ha. Con quán này đông cẳng hả? Quán này đông quá luôn, có chỗ luôn á. Mà không có dám lại nói chuyện luôn á. Sợ làm phiền. À, ở đây có gọi bánh mì nữa. Để cho em thêm ổ bánh mì nữa. Cái nãy thấy có mấy cái bàn để bánh mì ăn không? Trời ơi, đây mới đúng bài đây. Em ổ đi. Đây. Không, chắc chú Sơn không mì. Đây là bánh mì đúng không? Không, ăn thử bánh mì chấm cái nước nè, nước lèo ngon lắm nè. Cái nước đậm đà lắm. Chấm thử thì ngon. Ngon. Đậm sắc luôn. Có ai ăn bánh mì chấm nước lèo bún bò rồi xong ăn với rau răm? Rất bò kho. Chấm bánh mì giống cái gì giống là ngọt. Cái nước nó ngọt á. Bánh mì giòn không á. Cảm giác cái này ăn với bánh mì còn ngon ăn với bún á. Ngon luôn, với bún bò á, thiệt luôn á. Do cái nước nó đậm đà, nó hơi giống giống. Nó hơi giống giống cái nước
Rồi mình đã xong một tô bún, giờ mình làm tiếp bốn mì. Ok, ăn ít lắm, đâu ngoài nào bánh mì kìa. Đây là có bạn không? Quang nha, có một bạn DOP mới bằng Quang, bạn này là dân với ảnh cho nên là quay chắc chắn đẹp, quay không đẹp mọi người cứ ném đá cho tôi nha. Quang nghe câu đó xong rồi nha. Quang đó, xuống vô chậm chậm, đúng rồi. Yeah, nói mọi người không thèm cái này nha. Đùa, này giống như cái đuôi bò vậy đó, gân mà giống như gân đuôi á. Mọi người có về Phan Thiết, mọi người nhớ ghé thử cái tiệm quán bún bò Rau Răm. Colorman chân thành cảm ơn một cái bạn fan hâm mộ của Colorman đã giới thiệu địa điểm này. Mình nghe cái bún bò Rau Răm là mình thấy có loại cái Rau Răm là mình thấy lạ rồi. Và hôm nay mình đã đến đây trải nghiệm, và phải nói thật sự là nó có một cái hương vị rất là lạ. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình ăn bún bò với Rau Răm, nhưng mà hôm nay mình ăn rồi thì sau này có thể là mình đi ăn bún bò ở nơi khác, mình thủ theo một cái bịch Rau Răm rồi mình bỏ vô ăn. Cái vị nó lạ mà nó hay lắm, thơm dễ chịu vô cùng. Đây, cái quán bún bò Rau Răm này đã tồn tại 60 mấy năm, gần 70 năm. Một địa điểm nhìn rất là sập sệ bên lề đường, mái che chỗ này mà nên nghỉ sáng mà mưa hả, mưa thì chắc cũng không biết làm sao luôn đó. Nhưng mà họ đã như thế và đã mưu sinh như thế trong gần 70 năm. Số 469 đường Trần Đạo, thành phố Phan Thiết, bún bò Rau Răm độc đáo vô cùng, mọi người ủng hộ nha. Bây giờ comment xin chào tạm biệt.